khi tình yêu nhạt phai, chẳng phải nhận lỗi do mình đã sai, chỉ đơn giản lặng im và đi, chỉ cần không thấy nhau. Buông đi không phải đau, còn nhớ còn thương em bỏ phía sau, lặng lẽ bước sang đường nếu không nỗi đau ai riêng. Em không nhắc sau này chia tay, anh biết nhưng vẫn không hay. Tự như càng ngàn mũi dao. Xin chào anh em. Hôm nay đồ câu cá Minh Phú giới thiệu cho anh em một mẫu cần câu. Thì anh em đã biết thì về đồ câu Minh Phú nhà em thì chuyên về cần câu tay. Và đấy. Thì chuyên về hãng cần mang thương hiệu GW. Thì cái hãng cần này thì nhà em đang ký hợp đồng là nhà phân phối tại Việt Nam. Đấy. Hôm nay thì giới thiệu cho anh em thì có một cần này thì em đã giới thiệu cho anh em khoảng gần 1 năm trước rồi. Thì hôm nay em Hà bắt đầu tiếp tục về những các lô cần mới, thì em đã giới thiệu cho anh em. Thì em xin nói qua về cái thương hiệu này. Thì cái thương hiệu này, thương hiệu GW này thì dành cho anh em là mới câu hay là gì cả. Chắc là biết là về cái hay là anh em câu lâu năm rồi. Nói chung là câu lâu năm thì anh em sẽ biết hơn. Cái dòng cần thương hiệu GW này thì cái dòng cần này thì ở Đài Loan xuất xứ ở cái môn câu tay, môn cần câu đơn đấy thì là ở bên Đài Loan họ nghĩ ra cái môn câu tay này đấy. Thì họ đã cái cần này là cần của nhà máy công nghệ là của Nhật Bản anh nhá, đấy, thương công nghệ của Nhật Bản đấy, là những cái cần này phải ngang những thương hiệu này ngang với những cái dòng Daiwa hoặc Shimano. Thì cái cần này thì nó là về chuyên về cần câu tay đấy anh em nhé. Thì cần dòng này của bên Đài Loan thì ngang những cái dòng Yamagatsu đấy, GW là hai mẫu cần tay lớn nhất của bên Đài Loan đấy. Thì cái thương hiệu này thì là người Nhật Bản, là công nghệ của người Nhật Bản đặt máy, nhà máy sản xuất tại Đài Loan anh em nhá. Đấy, cho anh em nhớ kỹ, không như anh em lại bảo là hàng Đài Loan, hàng Trung Quốc thì không phải, cũng như Việt Nam đấy, đây là công nghệ Nhật Bản, xe Honda các thứ đấy, Yamaha đấy, như vậy đấy nhá anh em nhá. Rồi nói chi tiết vào cần, cái cần câu tay GW Lưu Star 6H màu xanh ngọc anh em nhé. Và kèm nó là một hộp. Đầu tiên đây em sẽ bỏ ra một cái cần cho anh em xem đây, một hộp đấy, rất là oách luôn hộp đấy. Những cái cần thương hiệu á, cái cần cần chính hãng á, nó sẽ là có một cái quyển giấy của hãng giới thiệu về cần, về toàn chữ Trung Quốc với chữ gì thì em không biết đọc thì thôi đấy. Lúc nào phải có một dưới đuôi chữ GW và trên đầu GW đấy, hai là hàng chính hãng của nó anh em nhé. Và tiếp theo là không sợ hỏng cần, một vỏ cần Gangway đấy anh em nhé, một vỏ cần Gangway bằng len. Tiếp đến cái quan trọng nhất là cần câu tay đấy, xanh ngọc, màu sắc rất là đẹp, màu sơn cũng ok. Nói chung là cái dòng cần này thì hôm nay em giới thiệu cái video này, dòng cần này là nó rẻ, gọi là rẻ đấy, hàng này hàng rẻ, hàng này hàng sản xuất ra dành cho anh em mới tập câu đấy, của công ty Gangway đấy, dành cho anh em mới tập câu thôi đấy, chứ không phải nếu mà những con
Còn đắt tiền hơn 878H này em toàn 3-4 triệu một cây nhá. Như con cần này nó sẽ là cái cân giá bình dân nhất để cho anh mới tập câu này. Đấy. Màu xanh ngọc rất là đẹp. Đây là phôi của nó. Rồi, em bảo ra một cái phôi, sẵn phôi anh em chơi. Đây, phôi của cần. Đây anh nhá, phôi cần đây. Đấy, phôi cần. Carbon xoắn 100%. Đấy. Ok chưa ạ? Đây là đọt này, đọt xoay này 360 anh em nhé, đọt xoay 360 6H. Không biết con này nó rơi vào bao nhiêu, 1,6 ly anh em nhé, 1,6 ly đấy, đọt này là 1,6 ly. Thì anh em mua những cái cây cần này ấy, thì anh em sẽ được tặng kèm thêm một đọt, nên anh em là không sợ đâu. Các anh em câu bạo lực cũng được con này, câu bạo lực một tí ngược, vì câu cảm giác một tí ngược, vì cần đọt 6H nó chỉ rơi vào 1,6 ly thì vẫn có thể anh em vẫn có thể câu được, câu được bạo lực mà vẫn câu được cảm giác một xíu đấy anh em nhá. Đấy, thì đây thì em sẽ giới thiệu luôn là em sẽ đo từng cái gốc một, không nhờ anh em lại hỏi cái cần này gốc bao nhiêu nhá. Gốc thử gốc cây 3m6 này, 3m6 là 21,8 mm, 4m rưỡi, 21,6, 4m rưỡi mới 3m6 là thường bằng nhau, 5m4, 24,5 mm và 6m3, 26,4 mm nha anh em nhá. Giờ cái cây này em sẽ gì này, cân thử cho anh em xem luôn này. Đấy. Cân thử cho anh em xem. Đây anh em để ý giúp em nhá. Đây. 3m6 này anh em này. 148 gram, rất là nhẹ. 45, 190 gram, cần 6H mà nó rất là nhẹ thôi. 5m4, 249 gram là cây 2m4. Và cuối cùng cây 6m3, 333 gram. Đấy. Đấy anh em nhé. Thì anh em mua hàng thì sẽ được tặng kèm thêm một đọt cần. Đấy. Một đọt cần 6H cho anh em. Đấy, anh em mua cần ấy, sẽ được tặng thêm một đọt cần 6H. Vẫn là carbon xoắn và đầu xoay 360 nên anh em yên tâm nhé. Ok. Đấy, thì anh em ai mua hàng chỉ cần để lại số điện thoại ở phần bình luận cho em, hoặc liên hệ theo hai số điện thoại là 0948012669 và số điện thoại 0366611689 anh em nhé. Đấy thì cái cây này nhà em sẽ công khai giá luôn, cây 3m6 là giá 330.000. 4m5 360.000, 5m4 390.000 và 6m3 là 420.000. Đấy. Anh em nào mua hàng thì chỉ cần làm theo cú pháp đấy. Rồi, thì ship toàn quốc chỉ có 30k thôi anh em nhé. Đấy, mua trên 2 cần sẽ được miễn phí ship. Và anh em mua anh em xem video ấy, nhớ đăng ký kênh giúp em để xem những video tiếp theo, và ấn vào cái chuông ấy, thì sẽ những em sẽ làm video mới thì anh em sẽ nhận được. Rồi, xin chào toàn thể mọi người. Nhắc lại cho anh em nhá, thì cái cây cần GW6H Lewis Star này là video số
Cần này là video số 21 anh em nhá. Đấy, cần câu tay 6H Lisa Ta video số 21 anh em nhớ giúp em.